ការពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2002វេលាម៉ោង3:10នាទីមានករណីហិង្សាលើគ្រួសារមួយកន្លែងដែលជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីស៊ីមរំភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃឆ្កាឃុំពងរោលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលពីករណីលោកប្តីរស់សពគាត់ឈ្មោះស៊ឹមរឿនអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិកាត់ហេតបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្លួនគាត់និងគ្រួសារថែមទាំងដុតផ្ទះឆេះមាត់
riêng cai được bỏ quát, priep ban nâng bal ban đại phật tây mục được bỏ quát, hàm chuông pin phật tây mục, cai móc ở vùng đại nhật sấy ban nằm tập chi ba nâng một đôi sọc phìp ba đầm rấy, rịa pe bay thay tiếp trở lại mọc tây vinh, có vùng hiên tập tia có ban sạn nơi tia được bỏ vùng đại bằng cát, nhật sấy ban bàn tỏ tha rồi hôm đó thay tìm một phật bay khai tỏ la chỉ làm bị bỏ nắp pini, lúc đây được bỏ quát đại dục đập sát thôi chỉ tây mục, mình không rục xi nâng kế, mùi thay can tại đập sát ban trở lại mọc bị phật ra vinh. Ban sợi hai bà quân đảm bảo xâm lưu dục tự độ mê tiết. Tại rục nệ sợi mình khơi mua máy đại cổ hái, có ban đập tiết khuôn ảnh chào. Bọn nào ai còn rùn nơi rùn nghĩa đôi còn là lốc mình tất đọc sạp. Lốc cầm kia mê phùm rùn nơi phùm chì mũi bảo ai đăng thá chì mũi xưa mà rướn. Mình ban bà cộng một đồ bò với cái bị đá phở xa. Nâng rốc rướng chì mũi bà quân con chì điểm đọc ngay nụ tế. Nâng ban vi thư báp bằng khách bằng khóm tam đồng đại chất đọc bò khuôn ảnh. Tụ bây chì mình cả nài nóm phí xin nạp bà chì bò rốt. Khăn phùm đại tài miền cả gran đồng lực. Tại chuẩn bằng cò hai nít nơi tại vùng bàn chạm bà rõm, dốt cùng rùn để phùm nụ tế. Lúc ảnh ụ xin nệ trái, bồm máy ní rốt bò rạch bà khung bài đăng thá, chuẩn này đó chỉ mà nụ chụt chế, nâng rừng rút bồm tự bàn hát mặc thuốc cả này nóm chỉ tràn lực tràn xa mọc hơi. Tại phùm bồm cài khuôn nụ tế. Rồi hôm một đọt ngày ní bà bồn rộp bọc quát xu tròm lịch bán, nâng cá bà ẩm bờ hàng xa mở lợi quát đại cực thà, phùm ái đa phơi chì mùi khí nị bàn tế tế. Có bán xâm lại chất mọc đạp bị bản đăng xông linh lia, chìm nay bắt đây rộp bọc quát, cào bị bàn đọt bà tía, ao chết đời bồm nào hơi. Có bán kích khuôn bạch sở máu mà đang thả tự đào tình nà nụ tế. Phở chí bố rốt bán sử dụng bố ai xe mặt tạc cách đối chí ở nhà thô chú lục mắt cả bà ẩm phần xa lưu cửu xa. Đại bà chạy bán nít cùng bồn tài cùng rìm cùng hai mô lợi sử dụng chí bà bốn đối chí nhẹ bồn rạc đại thái. Đại cùng bồn tài cùng rác nâng nông phùm bà chạy ní. Đòi lại nhẹ đại thu ẩm phần lõ chí mùi bà bốn côn cứ kết tài bì khom rục xí dân xóm trọc xóm bát. Chúm nay nhẹ đại mình bồn cài phát còn nơi tài phát. Vì thu ẩm phần côn còn nơi tài thu sạc mà phí đồ đài.